Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tám Bóng Đá. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng với chúng tôi phân tích kèo cá cược trận đấu thăng hạng Ligue 1 giữa Auxerre với Saint-Étienne. Một đội bóng đầy tiềm năng như Etienne mà phải bước vào một trận đấu trụ hạng như thế này thì quả là một bước lùi. Liệu trong trận đấu lần này thì họ có thể thắng để quay lại giải đấu hay không? Ngay bây giờ hãy cùng với Tám Bóng Đá phân tích trong video ngày hôm nay. Đừng quên để lại ý kiến của mình ở dưới phần comment cùng với Tám Bóng Đá nhé. Xin chào anh em, hôm nay chúng ta soi kèo trận đấu giữa Auxerre gặp Saint-Étienne, trận playoff để thăng hạng lên Ligue 1. Trận đấu diễn ra lúc 0 giờ ngày 27 tháng 5. Vừa qua, Auxerre đã trải qua những trận đấu rất ấn tượng. Họ có những trận đấu thắng liên tiếp và mới nhất là trận thắng ở bán kết playoff để có mặt trong trận chung kết này. Về phía Saint-Étienne, họ là đội bóng có thực lực tốt, tuy nhiên thì phong độ mùa giải này là đang quá kém cỏi. Liên tiếp trong 5 trận gần nhất thì có 4 trận thua và chỉ 1 trận hòa. Điều này khiến cho cuộc đua trụ hạng đã chấm dứt với họ và hiện tại phải đá trận playoff này để mong có thể ở lại được với giải Ligue 1 vào mùa sau. Tài xỉu hiệp 1 là 0,75, còn cả trận là 2,25. Auxerre đang có phong độ rất tốt, còn về việc Saint-Étienne, họ đang trải qua chuỗi những cái phong độ rất nghèo nàn và khiến cho tinh thần của họ cũng đi xuống. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng trong trận này với một cái mà họ vừa chơi ở một giải đấu ở đẳng cấp và là cao hơn so với cái giải mà Auxerre đã chinh chiến trong mùa giải vừa qua. Chúng tôi nghĩ rằng trận này hai đội sẽ thi đấu cẩn trọng và việc Auxerre họ có một cái tinh thần tốt hơn, nhưng mà việc gặp một đội bóng mà đang chơi ở giải đấu cao hơn chưa chắc đã giúp cho trận này có nhiều bàn thắng được. Saint-Étienne cũng khó bùng nổ được, chúng tôi nghĩ như vậy và theo ý kiến riêng của chúng tôi thì trận này nên chọn cửa xỉu. Trận này nhà cái đưa ra mức kèo hòa, có thể đây là một kèo chấp ở mức có lợi dành cho Auxerre bởi vì họ là đội chơi ở giải hạng thấp hơn và hiện tại thì lại đang có phong độ cao hơn so với Saint-Étienne. Chúng tôi nghĩ là trong cái việc mà có một phong độ nhỉnh hơn, một tinh thần tốt hơn thì Auxerre sẽ dễ dàng có bàn thắng vào lưới của Saint-Étienne hơn. Nếu phải lựa chọn, chúng tôi sẽ chọn cửa Auxerre và dự đoán Auxerre thắng 1-0. Trên đây là một số nhận định cá nhân của chúng tôi, còn phần quyết định vẫn là ở anh em. Chúc cho anh em sẽ thật sáng suốt trên những lựa chọn của mình và đừng quên nhấn like và subscribe kênh YouTube của Tám Bóng TV để có thể cập nhật sớm nhất những màn soi kèo hay và hấp dẫn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.